bạn, mình là Quỳnh Như đây. Và dạo gần đây thì sau khi mà up lại video ở trên kênh YouTube của mình thì mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn ở trên YouTube này, IG và Facebook. Vậy nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một video Q&A để trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn đặt cho mình luôn. Cùng bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên là năm sinh. Mình tên đầy đủ. Các bạn hỏi năm sinh xong mình trả lời tên đầy đủ này. Thôi kệ. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh Như và sinh năm 2001. Thì năm nay mình 20 tuổi và qua Tết thì mình sẽ là 21 tuổi rồi các bạn ạ. Thế mà nhiều bạn còn chê mình già, mình buồn lắm luôn ý. Câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu mối tình? Thì tính đến thời điểm hiện tại thì mình mới chỉ có 3 mối tình thôi các bạn ạ. Chưa được trải nghiệm nhiều, sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Thứ ba đấy là học ngành gì, trường gì và chia sẻ về ngành học. Mình đang học ngành báo ảnh tại khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thì chia sẻ một chút về ngành học của mình. Thì mình đã có đam mê với cả cái trường mình từ rất là lâu rồi. Nghĩa là từ hồi mà mình học lớp 9, lớp 10 ấy, là mình đã xác định là mình sẽ phải thi vào Học viện Báo chí. Và sau đấy thì cơ duyên đưa đẩy cho mình đến với viện báo. Và như hiện tại thì mình đang học khoa báo ảnh. Thì chúng mình sẽ được học những cái môn giống như kiểu là để trở thành một phóng viên ảnh này, hoặc là trở thành một nhà báo, hoặc là có thể trở thành một MC, bất cứ cái gì mà các bạn muốn. Có hứng thú với công nghệ trước khi vào Vật Vờ Studio không? Anh Nam, anh đoán là em có hứng thú với công nghệ trước khi vào Vật Vờ Studio không? Vật Vờ Studio cũng như là đâu vậy, anh không thể biết được. Trả lời thật với các bạn nhé. Thì trước khi vào Vật Vờ Studio ấy, thì mình là một đứa không quan tâm lắm về công nghệ. Nhưng mà từ khi vào đây thì mình cũng bắt đầu tìm hiểu và đã đam mê hơn khá khá rồi đấy. Tiếp theo là cơ duyên đến với Vật Vờ Studio. Nào để xem nào. Vào một ngày trong chuỗi ngày nghỉ dịch dài đằng đẵng mà mình không có gì để chơi hết, mình rất là buồn. Mình cũng vừa kết thúc công việc ở công ty cũ và mình cảm thấy là khi mà mình làm ở cái công ty cũ đấy và cái công việc đấy mình đã làm được tầm 1 năm rồi, mình bắt đầu cảm thấy khá là chán và mình muốn tìm một cái lĩnh vực nào đấy mới hơn. Thế là người anh Thái Dương của mình tự nhiên hôm đấy lại up story. Thế xong rồi mình mới nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn hay. Thế là mình mới nhắn tin cho người anh Thái Dương của mình và mình hỏi là anh ơi, không biết ở Vật Vờ Studio chỗ anh đang làm có còn tuyển nhân viên, có cần tuyển nhân viên nữ không? Thì anh Dương mới rep lại mình một cái tin nhắn có nguyên một cái mặt anh Vinh lên. Và sau đấy anh Dương hỏi mình là có phải là quê mình ở Thanh Hóa không? Quê sếp cũng ở Thanh Hóa, thế là mình bắt đầu cảm thấy tương lai rộng mở rồi đấy. Lúc đấy thì đang dịch cho nên là không thể gặp nhau được hay là phỏng vấn các thứ được. Thì anh Dương bảo mình cứ chuẩn bị tinh thần đi, ở nhà thì cứ tìm hiểu khá khá về công nghệ cho đi, cứ xem video các thứ. Xong rồi khi nào hết dịch thì sẽ đến công ty để phỏng vấn. Thì khoảng tầm 1 tháng sau thì Hà Nội hết giãn cách này. Xong rồi anh Vinh mới hẹn mình lên đây. Thế là anh Vinh phỏng vấn mình. Sau khi phỏng vấn thì ngày hôm sau mình đi làm luôn. Đó, đấy, con đường mình đến với Vật Vờ Studio. Tiếp đến là dự định sau khi ra trường. Đây là một cái câu hỏi mà cũng làm cho mình cái khoảng thời gian gần đây mình khá là stress. Mình không biết là mình nên đi theo hướng nào. Hiện tại thì sẽ có hai lựa chọn, hai hướng đi dành cho mình. Đầu tiên thì mình sẽ có thể kiểu như làm MC thuần túy. Đấy nghĩa là sẽ dẫn những cái chương trình khá là nghiêm túc. Và mình dự định nếu bạn đi theo cái hướng đấy thì chắc là ra trường xong rồi mình sẽ kiếm một cái đài nào vào đấy, một cái đài truyền hình nào đấy, xong rồi vào đấy làm và kiểu làm nhà nước, làm công ăn lương ấy. Còn cái hướng thứ hai mà cái hướng đang chiếm khá nhiều phần trăm ở trong đầu mình, đấy là mình sẽ vẫn thực hiện cái hướng đầu tiên nhưng mà là mình của mấy năm nữa khi mà mình đã già đi một chút xíu rồi. Còn bây giờ mình trẻ thì mình sẽ tiếp tục làm ở đây và mình muốn là mình sẽ đạt được một cái thành tựu nào đấy, một cái kiểu như chinh phục bản thân ở trong lĩnh vực công nghệ. Sau đó thì mình mới chuyển sang làm lĩnh vực khác. Trước mắt thì mình sẽ vẫn làm ở đây và chăm chỉ có thể phát triển trong tương lai đấy. Tiếp theo nào, tuyển dụng vào Vật Vờ Studio có khó không? Theo mình thấy thì tuyển dụng vào Vật Vờ Studio ấy nó không phải là khó nhưng mà nó cũng không phải là quá dễ đâu. Nó không khó ở chỗ là sẽ không cần thiết các bạn phải có một cái bằng cấp cao siêu hay là quá giỏi trong một lĩnh vực nào đấy. Em vừa bảo là khó hay là không khó ấy nhỉ? Không khó chứ, cái đấy là không khó. Không khó là không cần các bạn phải đòi hỏi bằng cấp cao siêu quá trong một cái lĩnh vực nào đấy. Tuy nhiên nó khó ở một chỗ là cái lĩnh vực công nghệ là một cái lĩnh vực nó khá là đặc thù. Và theo như mình nghe mọi người kể công ty ấy thì cái tốc độ đào thải công ty là rất là nhanh. Có nghĩa là các bạn có thể vào thì rất là dễ đấy, nhưng mà khoảng tầm một thời gian ngắn sau mà các bạn không làm được việc ấy thì các bạn có thể bị đuổi luôn. Tip để được tuyển vào làm reviewer đấy,
Thì sau khi mà mình đậu vào đây và xong qua một vài cuộc nói chuyện của mọi người thì mình mới biết được là tiêu chí để anh Vinh tuyển mình là tại vì đây, mình có một kênh YouTube riêng. Và anh Vinh nghĩ là mình có một kênh YouTube riêng thì cái cách làm việc của mình nó sẽ chủ động hơn. Nghĩa là mình hiểu quy trình để tạo ra một cái video. Vậy nên là khi mình vào đây thì mình sẽ không bị ngợp này. Mình có thể là bị ngợp vì cái kiến thức công nghệ nó quá nhiều. Nhưng mà về cơ bản thì mình sẽ biết cách vận hành của một kênh YouTube nó là như thế nào. Và bản thân mình khi mình làm cái kênh này, mình tự quay, tự edit, tự lên ý tưởng và tự là người nói luôn. Đấy thì anh Vinh cảm giác là như thế thì mình sẽ làm được việc. Với cả là mình mặc dù là không có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, nhưng mà mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Khoảng tầm 3 năm mình đã đi dẫn rồi, mình đã dẫn những cái chương trình khác rồi. Nên là cái việc nói trước ống kính hay là hoạt ngôn đối với mình nó cũng không phải là quá khó. Thì chỉ khó một cái là khi mà nói về công nghệ nó sẽ khác với các bạn đi dẫn chương trình bình thường. Dẫn chương trình bình thường thì các bạn sẽ có kịch bản và các bạn sẽ bám sát vào cái kịch bản đấy. Các bạn sẽ làm một cái phiên bản đáng tin nhất của bản thân mình. Có nghĩa là ví dụ mình đang ngồi, mình nói chuyện, đây là mình cách mình nói chuyện bình thường với các bạn đúng không? Nhưng mà khi mình đi dẫn chương trình thì là xin chào quý vị và các bạn. Ê, có nghĩa là nó rất là trưởng thành và nghiêm túc ấy. Ngược lại thì khi chúng mình nói về những cái sản phẩm công nghệ thì chúng mình sẽ phải nói một cách vui vẻ và thực sự hiểu về những sản phẩm đấy. Cho đấy là lý do mà khi mà mình làm những cái video review ấy thì mình thường sẽ nói cái tông giọng thoải mái như thế này, chứ mình không có dùng cái tông giọng khi đi dẫn để nói chuyện. Tiếp theo là có thích làm việc ở Vật Vờ Studio không? Các bạn nhìn mặt mình là biết này. Các bạn khi mà xem những cái video trước đấy của mình có thể thấy là mình trầm tính hơn bây giờ rất là nhiều. Bản thân mình cũng thấy như thế. Vì từ ngày vào đây làm ấy, thực sự là kiểu tính cách của mình nó thay đổi 180 độ luôn đó mọi người. Nghĩa là mình vui vẻ hơn, hoạt náo hơn. Thế thì mọi người nghĩ thấy môi trường phải như thế nào thì mình mới thay đổi như này đúng không? Vào đây thì khi mà làm việc ấy, tất cả mọi người đều nghiêm túc. Nhưng mà khi chơi thì các bạn có thể xem những cái video ở trên Vixo. Đấy là phiên bản khi chơi của bọn mình. Còn những video ở trên Vật Vờ Studio, đấy là phiên bản khi làm việc của bọn mình. Nói chung là làm ra làm và chơi ra chơi các bạn ạ. Làm YouTube là ước mơ mình đã ấp ủ từ lâu hay là tình cờ? Thì thực sự mình bắt đầu cái kênh YouTube này ấy, đấy là không phải là tình cờ, cũng chẳng phải là ước mơ. Chỉ là một ngày nào đấy mình thức dậy và mình cảm thấy là mình có cái điều mà muốn chia sẻ với mọi người. Mình muốn chia sẻ cách mình đã từng giảm được cân này. Đó, trong cuộc đời của mình thì mình nghĩ là cái việc mà mình giảm được 15 cân nó là một cái thành tựu khá là lớn. Cho nên là mình muốn được chia sẻ với các bạn. Và mình muốn những cái em học sinh khi mà ở cùng độ tuổi mình, trong cái lúc mà mình đang bị béo ấy, mình hiểu được là chúng mình sẽ stress như nào. Cho nên là mình muốn làm video để chia sẻ điều đấy với mọi người. Với cả mình là một đứa ấy, mình rất là hay thích làm những điều mới lạ. Việc mình đang làm một cái kênh YouTube về công nghệ cũng như thế. Còn việc mình bắt đầu kênh YouTube và làm YouTube ấy, mình nghĩ nó không phải là một cái đam mê mà nó sẽ là một cái sở thích của mình chẳng hạn. Ví dụ như mình làm cái video này, làm cái kênh này thì thường thường bây giờ mình sẽ cố gắng ra video đều hơn. Nhưng mà ngày trước mình hay bị một cái là mình sẽ làm video theo hứng. Có nghĩa là đợt nào mà mình thấy hơi có hứng và cảm thấy muốn chia sẻ rất là nhiều ấy thì tuần nào mình cũng ra video. Nhưng mà đợt nào mình không có hứng hay là mình cảm thấy cuộc sống này nhàm chán quá chẳng có gì chia sẻ cả thì mình biến mất mấy tháng luôn. Hoặc là khi nào mà mình bận quá thì mình cũng biến mất ấy. Mình cảm thấy có lỗi với các bạn dã man, cho nên bây giờ mình sẽ làm chăm chỉ trở lại, làm theo kiểu làm đam mê chứ không phải là làm theo sở thích nữa đó. Vậy nên là câu hỏi này thì mình sẽ chọn cả hai, vừa là đam mê và vừa là sở thích nhá. Có ý định làm biên tập viên ở đài truyền hình không là câu hỏi tiếp theo. Thật ra nhá, ngày trước mục đích của mình là sẽ cố gắng học tập và để trở thành biên tập viên của một đài truyền hình. Nhưng mà được trước khi mà có một đợt mình cũng làm thực tập sinh cho vị trí người dẫn thời tiết tại VTV. Thì đợt đấy sau khi mà mình thực tập xong thì mình cũng hiểu hơn cái cách làm việc ở đài truyền hình. Và mình cảm thấy là so với cả bản thân mình bây giờ ấy thì cái cách làm việc đấy nó hơi bị gọi như nào nhỉ? Nó hơi bị khuôn mẫu so với mình ấy. Bây giờ mình cũng nhận được một vài cơ hội là sang đài này đài kia làm. Nhưng mà mình cũng cân nhắc rất là nhiều với việc tiếp tục làm ở đây và đi sang đài làm. Và sau đấy thì mình quyết định là mình còn trẻ mà, thì mình hãy làm những chuyện mà mình cảm thấy vui khi làm trước. Sau đấy thì mình nghĩ một vài năm sau, giống như mình đã nói lúc nãy, một vài năm sau khi mà mình lớn hơn một chút xíu và mình cần có một cái gì để ổn định hơn thì mình sẽ cố gắng để vào đài làm. Còn hiện tại thì mình sẽ làm những gì mình thích trước đã. Mặc dù vào đài cũng là một chuyện mình thích. Anh Vinh là người như thế nào? Bây giờ mình cho các bạn 5 giây, các bạn thử xuống dưới comment xem là các bạn thấy anh Vinh là một người như thế nào. Đầu tiên nhá, khi mà chưa gặp anh Vinh thì mình nghĩ anh Vinh là một người... nói như nào nhỉ? Mình nghĩ anh Vinh là một người rất nghịch.
Sau khi xem những video của anh Vinh thì mình cảm thấy kiểu mình nghĩ là chung thôi, xu hướng chung là các bạn khi mà các bạn chưa chơi với anh Vinh và chưa tiếp xúc thực sự với anh Vinh ấy, thì nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy những cái câu đùa của anh Vinh nó hơi quá, và các bạn nếu mà bạn nào hiểu thì không sao, nhưng mà nếu các bạn chưa hiểu các bạn sẽ hơi thấy ác cảm. Nhưng mà khi mà mình gặp và mình làm việc với anh Vinh ấy, thì mình thấy anh Vinh là một người rất là nghiêm túc ở trong công việc. Anh Vinh thực sự rất nghiêm túc và rất cố gắng, và kiểu là người mà là cái kiểu con người mà sẽ nỗ lực 100% để làm những gì mình muốn đấy các bạn. Nhưng mà bình thường nhiều hôm ấy mình thấy anh Vinh đang ngồi kiểu anh Vinh rất là mệt, rất là buồn rồi, nhưng mà chỉ cần bấm máy lên để quay video trên Vinso thôi, mọi người có thể thấy đúng không, anh Vinh rất là vui tính rồi, rất là hoạt náo này kia. Nghĩa là mình rất là thích cách làm việc của anh Vinh, đấy là làm ra làm và chơi ra chơi. Mà anh Vinh thực sự là một người rất rất hoạt ngôn các bạn, hoạt ngôn dã man luôn, nghĩa là các bạn có thể vứt cho anh Vinh bất cứ cái gì và anh Vinh sẽ nói cái đấy thành một video luôn. Và có bất cứ một cái sự việc nào xảy ra ở trước mắt anh Vinh cũng nảy số rất là nhanh. Mình rất là muốn học hỏi cái đấy của anh Vinh. Với cả anh Vinh là một người khá là thân thiện với cả nhân viên đấy các bạn. Nghĩa là mình không có cảm giác là anh Vinh là sếp và mình là nhân viên, mà mình có cảm giác giống kiểu anh Vinh là một người anh, một người chú của mình ấy. Câu hỏi số 12 là ý nghĩa của tên kênh. Các bạn có thể thấy nhiều bạn cũng bị nhầm mình tên là Quỳnh, nhưng mà thật ra là mình tên là Quỳnh Như các bạn ạ. Còn tại sao lại có tên kênh là Quỳnh Pie? Bởi vì như tên Instagram của mình là N Chocobai, là như Chocobai ấy. Mình là một đứa rất nghiện Chocobai, rất thích Chocobai. Nếu không phải vì béo ấy, vì mình sợ béo thì ngày nào mình cũng sẽ ăn Chocobai sáng trưa chiều tối, ăn thay cơm luôn. Và mình bật mí cho các bạn một tips nhá, là nếu như Chocobai mà các bạn bỏ lên trên ngăn đông của tủ lạnh ấy, xong rồi nó đông lại ấy, ăn ngon dã man luôn, ăn giống như kiểu là bánh cá ấy, kem cá ấy. Trời ơi, nói chung ngon lắm, các bạn nhất định phải thử nhá. Hoặc là các bạn có thể bỏ chocobai vào trong lò vi sóng. Đấy, nói chung là đã từng có những thời điểm mà mình ăn chocobai liên tục mấy ngày, mình ăn hết mấy hộp, xong rồi mình kiểu tăng 4 cân trong vòng một lúc ấy. Nói chung là mình rất thích chocobai, mình rất nghiện chocobai. Nói chung là đặt tên kênh YouTube thì mình muốn là đặt một cái tên nào đấy mà các bạn phải tìm thấy mình. Đầu tiên mình đầu tiên mình đặt tên là Pi Channel. Đấy, thế xong rồi khi mà mình search ra thì mình thấy rất là nhiều người tên là Pi Channel. Hoặc là mình đặt tên là Quỳnh Như Pi, Quỳnh Như Choco Pi hay là Như Choco Pi các thứ, thì mình search ra cũng đều có những người có cái tên kênh như thế rồi. Thế xong rồi cuối cùng mình phải chấp nhận việc là mình sẽ cắt cái tên của mình đi, nghĩa là mình chỉ để đặt Quỳnh Pi thôi. Thì mình hy vọng là mọi người khi xem video này thì từ nay mọi người hãy gọi mình là Như nhé, mặc dù mình để tên kênh là Quỳnh Pi. Tiếp theo là làm việc trong môi trường bựa như vậy có thấy áp lực không? Sao mình lại thấy câu hỏi của bạn bị mâu thuẫn ấy. Bình thường thì nếu mà làm trong môi trường mà nghiêm túc thì mình thấy áp lực đúng không? Nhưng mà mình sẽ hiểu theo cái kiểu là bạn thấy mình là một đứa con gái, xong rồi vào một môi trường mà kiểu tất cả đều là con trai, xong rồi mọi người kiểu nói chuyện rất là sỗ sàng ấy, thì có thấy bị ngợp không? Thì ban đầu mình rất là ngợp, nhưng mà từ trước khi mình vào đây thì anh Thái Dương đã bảo với mình là em vào đây thì em phải chuẩn bị một cái tinh thần là mọi người ở đây rất là bựa. Mình thì vốn dĩ mình không phải là một đứa kiểu hay đùa hay là bựa đâu, mình vốn dĩ ngày trước mình là một đứa khá là nghiêm túc luôn ấy, mình ít đùa lắm luôn. Nhưng mà mình chỉ ngợp một thời gian đầu thôi, sau đấy thì mình có thể mình là một đứa thích ứng khá nhanh và mình hòa đồng với mọi người cũng khá là nhanh. Thế là mọi người đã biến mình từ một đứa nghiêm túc thành một đứa cũng hay đùa như mọi người luôn, nên là mình thấy chả có vấn đề gì cả. Tiếp theo là câu hỏi số 14, điều khó khăn nhất khi làm một reviewer công nghệ. Điều mình cảm thấy khó khăn nhất khi làm một reviewer công nghệ đấy là công nghệ. Mình là một đứa con gái và như mọi người biết thì con gái vốn dĩ sẽ không hiểu biết quá nhiều về công nghệ. Và khi mà các bạn làm một video về công nghệ, một sản phẩm công nghệ nhá, ban đầu mình cảm thấy rất khó khăn. Ví dụ như mình đã dùng quen với cả iPhone XS rồi và cái hệ điều hành iOS đấy. Và nếu mà mình muốn thực sự hiểu một cái sản phẩm khác ấy, thì mình sẽ phải chấp nhận rời xa cái hệ điều hành quen thuộc của mình để mình chuyển sang dùng hệ điều hành Android ở trên Samsung. Đấy, và cái việc mà mỗi tuần các bạn phải đổi rất rất là nhiều điện thoại và trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm khác nhau ấy, nhiều khi nó sẽ làm các bạn hơi bị ngợp một tí. Xong rồi công nghệ nó là những thứ khô khan, mình làm thế nào để có thể truyền tải những cái kiến thức khô khan đấy một cách dễ hiểu hơn đến các bạn, đấy cũng là một điều khó. Nói chung là có nhiều điều khó lắm. Sau này mình sẽ mời anh Vinh đến kênh của mình để làm một cái video về những khó khăn khi làm reviewer công nghệ và tips để vượt qua những khó khăn đấy. Các bạn ok, đồng ý thì comment cộng 1 ở bên dưới nhé, để mình rủ anh Vinh. Và câu hỏi cuối cùng đấy là cách tán Linh và Trang. Thực ra thì người chị và người em của mình thì cả hai đang trong tình trạng độc thân, vậy nên là nó sẽ không có một cái cách tán nào hết. Các bạn chỉ cần đủ chân thành
Và nếu như hợp thì chúng mình sẽ có thể đến được với nhau thôi. Video Q&A ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn muốn mình làm phần 2 hay phần 3 thì hãy comment những câu hỏi mà mình chưa trả lời trong video ngày hôm nay xuống dưới để mình có thể tổng hợp lại và làm trong video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì, à quên, mọi người nhớ like và subscribe cho mình ấy. Mình ít sắp là mình buồn, mình lại không lên video nữa, khổ thân mình.